Nhưng đề bài sẽ luôn cho các bạn những câu hỏi nó khá chi tiết về question, đó là việc là yêu cầu các bạn cần làm cái gì. Ví dụ yêu cầu các bạn cần tăng trưởng user này, yêu cầu các bạn cần nghĩ ý tưởng cho sản phẩm mới, hoặc là yêu cầu các bạn cần nghĩ ra ý tưởng truyền thông mới để có thể là tăng mức độ nhận diện của sản phẩm chẳng hạn. Thì đề bài cũng sẽ cho một số thông tin liên quan đến background, một số thông tin liên quan đến câu hỏi. Và cái điểm quan trọng mà yêu cầu tất cả các bạn thí sinh khi mà chúng ta tham gia giải Marketing Case đó là các bạn fill được cái gap. Rồi, phần 1 tổng quan về Marketing Case. Cấu trúc của bất kỳ một đầu tiên anh sẽ phải giải thích cho các bạn là thế nào là Marketing Case và vì sao nó lại đang hot. Không phải là chỉ là nhiều công ty đang tổ chức này, không chỉ là nhiều câu lạc bộ sinh viên đang tổ chức, ở đây cũng là một sân chơi rất thú vị để các bạn có thể là tiếp cận gần hơn với những kiến thức mà đang được ứng dụng ở trong doanh nghiệp mà nó mà trên nhà trường thì có thể là chưa cơ hội được các bạn được tiếp xúc. Thì phần marketing case này nó cụ thể là đưa ra một cái thử thách chuyên về marketing. Thì thường thử thách chuyên về marketing nó thường có hai dạng, có thể là liên quan tới sản phẩm này, có thể liên quan đến vấn đề truyền thông, hoặc có thể liên quan đến vấn đề thương hiệu. Thì đấy là những cái vấn đề chính thường rất hay được xuất hiện ở trong marketing case. Rồi, thì marketing case thường nó sẽ là một case study, nó là một cái thử thách, nó là một tình huống kinh doanh như anh nói rồi đấy. Thường nó bao gồm trong những vấn đề như liên quan đến sản phẩm, liên quan đến truyền thông hoặc liên quan đến thương hiệu mà doanh nghiệp đang cần tìm giải pháp. Thì cấu trúc cơ bản của bất kỳ một cái marketing case nào nó sẽ có bao gồm hai phần. Phần đầu tiên là phần background information, phần số 2 là phần question, tức là đề bài sẽ cho các bạn những cái thông tin cơ bản về ngành hàng, về công ty, về khách hàng, về đối thủ. Tuy nhiên thường như quan sát của anh thì thiếu phần lớn các đề hiện nay thì họ không có cho thông tin về chi tiết đâu, nên thường các bạn cũng sẽ phải tự research thêm để có được những cái thông tin cơ bản về background. Nhưng đề bài sẽ luôn cho các bạn những câu hỏi nó khá chi tiết về question, đó là việc là yêu cầu các bạn cần làm cái gì. Ví dụ yêu cầu các bạn cần tăng trưởng user này, yêu cầu các bạn cần nghĩ ý tưởng cho sản phẩm mới, hoặc là yêu cầu các bạn cần nghĩ ra ý tưởng truyền thông mới để có thể là tăng mức độ nhận diện của sản phẩm chẳng hạn. Thì đề bài cũng sẽ cho một số thông tin liên quan đến background, một số thông tin liên quan đến câu hỏi. Và cái điểm quan trọng mà yêu cầu tất cả các bạn thí sinh khi mà chúng ta tham gia giải Marketing Case đó là các bạn fill được cái gap. Rồi nó sẽ có một cái gap và nhiệm vụ các bạn là cần phải fill cái gap này, tức là tìm cái solution để làm sao có thể tận dụng tất cả những thông tin từ background để giải quyết được cái yêu cầu đề bài. Thì đây chính là quá trình mà các bạn đi giải case. Được chưa? Thì đây là cái cấu trúc cơ bản. Nên để nếu mà các bạn giải những cái case mà tham gia cuộc thi marketing case mà cho các bạn độ 2 tuần 3 tuần để làm thì anh nghĩ các bạn không hề thiếu thời gian. Nhưng nếu các bạn tham gia những cái cuộc thi marketing đặc biệt mà nghĩa là càng ngày càng sẽ có những cái cuộc thi dạng này, ví dụ như là P&G CEO Challenge này. Có cái dạng này này, các bạn giải trong cái vòng đầu tiên là các bạn sẽ giải trong vòng 75 phút và các bạn thi trực tiếp trong 75 phút để xong luôn. Hoặc là các bạn tham gia các cái kỳ thi tuyển dụng như là Management Trainee và các tập đoàn như là Unilever chẳng hạn, thì các bạn cũng sẽ rất hay có những cái vòng mà các bạn chỉ có 30 45 phút và các bạn phải giải quyết một cái marketing case ở trong thời gian đó. Nên vì sao mà anh tách cái thông tin này ra, tại vì nếu mà case có nhiều thời gian thì không nói nhá. Case có ít thời gian từ 35 phút, 43 40 phút rồi tới 75 phút đó, thì các bạn sẽ phải nhanh chóng tìm ra được đâu là những thông tin về background và đâu là những thông tin về question. Thì thường question nó sẽ hay nằm ở cuối đề. Thường nhá, question sẽ hay nằm ở cuối đề, background thì sẽ hay nằm ở đầu đề. Nhưng mà những cái đề dài họ cố tình làm phức tạp á, thì họ sẽ cho rất nhiều thông tin thừa về background. Nên anh gợi ý là các bạn hãy bắt đầu bằng cái việc mà các bạn đặt câu hỏi trước, đọc câu hỏi trước á. Sau đó các bạn đã biết được câu hỏi đang hỏi vấn đề gì rồi, thì sau đó các bạn sẽ đọc thông tin background. Thì những cái thông tin gì nó liên quan trực tiếp tới phần question, cái câu hỏi ấy, thì các bạn sẽ lưu ý là dành nhiều thời gian cho nó hơn. Đây là cái lưu ý khi các bạn làm cái case ngắn nhé. Cũng giống như là bạn nào thi IELTS á, thì các bạn đọc cái bài reading á, thường các bạn biết là bài reading rất là dài tới 2.000 chữ, các bạn không có nhiều thời gian cho nó, nên cũng có một số cái tips đó là các bạn nhắm ngay xuống câu hỏi. Tất nhiên là có rất nhiều câu hỏi nó dài lắm, thì các bạn lướt qua những câu hỏi nó xem lên xem đề bài nó đang hỏi về cái định hướng nào. Khi các bạn đọc bài ấy, skim reading thì các bạn cũng sẽ skim được những cái thông tin chính liên quan nhá. Thì đây là cái nội dung summary đầu tiên ở trong cái slide liên quan tới background.